Số ca bệnh nặng và tử vong COVID-19 ở Thượng Hải vẫn tăng lên từ ngày, trong khi các trường hợp dương tính vẫn chưa có dấu hiệu giảm rõ rệt, khiến trung tâm tài chính của Trung Quốc lại phải tiến hành xét nghiệm trên toàn thành phố trong ngày 26 tháng 4. Trận quyết chiến nhằm dập sạch các ca COVID-19 ngoài cộng đồng bắt đầu từ ngày 22 tháng 4 của Thượng Hải đang gặp thách thức khi tình hình dịch bệnh vẫn chưa lắng xuống. Tại cuộc họp báo vào ngày 25 tháng 4, quan chức quận Dương Phố phía Đông Bắc Thượng Hải cho biết các nhà chức trách đang tìm cách chia các khu vực rộng lớn thành các vùng nhỏ hơn để thực thi các quy định có mục tiêu hơn và đạt được hiệu quả phòng ngừa tốt hơn với cách tiếp cận mới. Theo dữ liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, mặc dù tổng số ca mắc mới của Thượng Hải một lần nữa về dưới mốc 20.000, nhưng số ca tử vong lại tăng lên mức kỷ lục 51 trường hợp, trong khi đó số ca triệu chứng tăng 76,4% so với một ngày trước đó, với 2.472 trường hợp, các ca bệnh nặng cũng tăng lên 196 trường hợp cùng 23 bệnh nhân nguy kịch. Đến nay vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc đối với việc đóng cửa suốt 24 ngày qua của Thượng Hải. Đợt dịch bùng phát mới đã khiến cho 138 người, hầu hết là cư dân cao tuổi mắc các bệnh nền tử vong kể từ ngày 1 tháng 3 và ghi nhận thêm hơn 500.000 ca bệnh. Ông Triệu Đang Đang, phó chủ nhiệm Ủy ban Y tế thành phố cho biết, ngày 26 tháng 4 chúng tôi sẽ tiến hành xét nghiệm axit nucleic đối với cư dân ở tất cả các khu vực kiểm soát, quản lý và vòng ngừa. Theo dự báo thời tiết, trong hai ngày tới có thể có mưa sẽ gây nên bất tiện cho công tác lấy mẫu. Để công tác sàng lọc diễn ra một cách trật tự an toàn và nhanh chóng, chúng tôi sẽ làm tốt hơn nữa công tác tổ chức tại chỗ và khử khuẩn môi trường. Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan, người đã ở Thượng Hải chỉ đạo công tác phòng chống dịch từ ngày 2 tháng 4 cho rằng, Thượng Hải phải thực hiện các biện pháp ngăn chặn nguồn lây một cách triệt để nhất và có biện pháp kiên quyết nhất để khống chế được dịch bệnh. Bởi thời gian thực hiện càng lâu thì nguồn lực càng tiêu hao, dịch bệnh càng kéo dài. Hiện tại, các chiến dịch phòng chống dịch vẫn đang được áp dụng lên thành phố 25 triệu dân, tuy nhiên số ca mắc COVID-19 và số ca tử vong vẫn được công bố mỗi ngày. Nếu Thượng Hải vẫn ghi nhận các ca nhiễm mới tăng cao, điều này cho thấy sự lây lan vẫn đang âm thầm lan rộng trong thành phố. Không chỉ muốn kiểm soát dịch mà giới chức Thượng Hải cũng mong muốn thúc đẩy hoạt động kinh doanh trở lại. Đây được coi là một cuộc đeo đuổi tiên phong đầy gian khổ vì sự cân bằng mong manh giữa kiểm soát dịch bệnh và các hoạt động kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh được kiểm soát thì các vấn đề về hậu Covid-19 lại là mối lo ngại đối với sức khỏe người Việt Nam. Không chỉ ở Việt Nam mà Covid-19 cũng gây ra tình trạng vô cùng căng thẳng. Các nước trên thế giới vẫn đang ghi nhận số ca mắc tăng từng ngày. Điều này cho thấy còn quá sớm để nhận định rằng dịch bệnh đã được kiểm soát. Vậy trong hoàn cảnh này, hãy cập nhật liên tục thông tin, lắng nghe những báo cáo từ Bộ Y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng quý vị nhé cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong những khung giờ của các bản tin sau